là trường ạ, con là Mang Thi Anh, Nông Thị Trường, con ở giáo xứ Tô Ma Phận, Phước ạ. Con bị bệnh gì? Dạ, con bị bệnh đi khám các nơi là người ta bác sĩ gọi là bị lupus ban đỏ, nên là con đi chữa nhiều lắm, con xuống thành phố thì cũng không khỏi, thế là người ta bảo thôi chị cứ đi xuống cha thử một lần đi, thế là chồng con chở con xuống đây 3 ngày liền ở đây. Đấy là con ngày đầu tiên con đau lắm cha, con nói cha đừng chửi con mà công đoàn đừng cười. Nghĩa là con lên đây cha đặt tay rồi con lại đau quá, con lại vòng đây con lên hai lần cha đặt tay. Thế là con lại về thì con lại lên lần thứ hai nữa, là 3 ngày liền là con lên đây, thế là cha đặt tay con 3 lần, thế là con về con khỏi dần, tự nhiên con khỏi. Chắc như cha cũng nhớ, công đoàn cũng nhớ, đến đây con xấu hổ lắm ạ. Con đau mà người con mặt con cháy điên, nghĩa là không còn chỗ nào, thế là con xấu hổ lắm, con không muốn nhìn ai cơ. Nên là con nhờ Chúa là mới lại cộng đoàn với cha cầu nguyện cho con để con được khỏi này, nên con cảm ơn cộng đoàn mà tận cả cảm ơn Chúa mà cha với cộng đoàn đấy. Đây để tôi gửi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng nha. Cho họ đã nhiều rồi, con cảm ơn cha. Nhưng bây giờ con xin cha này, con chưa có đi làm thịt keo người, còn bạch con thì nhờ cha hãy chứa cho con đây nè. Rồi, đây là cái máy tặng cho chị nha. Và đây là cuốn cuốn sách Con Đường Tín Thác. Biết đọc không? Biết đọc chứ không? Dạ, con biết đọc, nhưng con xin quyển sách kinh về con đọc. Nếu con không đọc thì làm sao Chúa nghe được con?